Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi học với cả bài 7 trong cuốn giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài. Today we continue our lesson number 7 of the course book Vietnamese for Foreigners. So what is the content of our lesson today? Vậy nội dung bài học của chúng ta hôm nay là gì? Bài 7. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Lesson 7. What's the time now? So today we will learn how to say time in Vietnamese. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói về giờ giấc trong tiếng Việt. Ok. Here we have the first dialogue. Ở đây chúng ta có hội thoại thứ nhất. Chúng ta có nhân vật Nam và Hoa. The first dialogue we had Nam and Hoa. So now, let's take a look at the contents of the dialogue. Và bây giờ chúng ta cùng đọc hội thoại để biết nội dung của bài nhé. Nam: Hoa ơi, bây giờ là mấy giờ? Hoa ơi, bây giờ là mấy giờ? Hoa, what's the time now? Hoa: Bây giờ là 7:15. Bây giờ là 7:15. It's 7:15. Mấy giờ cậu đi học? Mấy giờ cậu đi học? What time do you go to school? Nam: 7:30 tớ đi học. 7:30 tớ đi học. I go to school at 7:30. Hoa: Cậu về nhà lúc mấy giờ? Cậu về nhà lúc mấy giờ? What time do you come home? Nam: Tớ về nhà lúc 11:45. Tớ về nhà lúc 11:45. I come home at 11:45 or 11:15 to 12, right? Hoa: Buổi chiều cậu có rảnh không? Buổi chiều cậu có rảnh không? I free in the afternoon. Nam: Có, buổi chiều tớ rảnh. Có, buổi chiều tớ rảnh. Yes, I am. Hoa: Vậy mình cùng chơi cầu lông nhé. Vậy mình cùng chơi cầu lông nhé. Let's play badminton. Nam: Mấy giờ chúng ta chơi? Mấy giờ chúng ta chơi? What time do we play? 5 giờ nhé. 5 giờ nhé. 5 p.m. Okay, so now let's listen and repeat. Nam: Hoa ơi, bây giờ là mấy giờ? Hoa ơi, bây giờ là mấy giờ? Hoa: Bây giờ là 7:15. Bây giờ là 7:15. Mấy giờ cậu đi học? Mấy giờ cậu đi học? Nam: 7:30 tớ đi học. 7:30 tớ đi học. Hoa: Cậu về nhà lúc mấy giờ? Cậu về nhà lúc mấy giờ? Nam: Tớ về nhà lúc 11:45. Tớ về nhà lúc 11:45. Hoa: Buổi chiều cậu có rảnh không? Buổi chiều cậu có rảnh không? Nam: Có, buổi chiều tớ rảnh. Có, buổi chiều tớ rảnh. Hoa: Vậy mình cùng chơi cầu lông nhé. Vậy mình cùng chơi cầu lông nhé. Nam: Mấy giờ chúng ta chơi? Mấy giờ chúng ta chơi? Hoa: 5 giờ nhé. 5 giờ nhé. Okay, that's the dialogue number one. So now we have some new words. Và bây giờ chúng ta hãy xem một số các từ mới. The first one: Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ?
what's the time now? When we want to ask someone about time in Vietnamese, we have the structure. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? To answer for this question, we have the structure. Bây giờ là plus time. Right? It's dot 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 o'clock. For example, it is 7 now, so we say bây giờ là 7 giờ. Bây giờ là 7 giờ. Dot 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 here we fill the time here, right? For example, now we 10 p.m. We say bây giờ là 10 giờ. Bây giờ là 10 giờ. Bây giờ là 10 giờ. Okay? And when we want to ask what time do or does someone do something, we have the structure in Vietnamese. Mấy giờ plus subject plus verb. For example, what time do we play badminton? Mấy giờ chúng ta chơi cầu lông? Mấy giờ chúng ta chơi cầu lông? Okay. And here we have the word giờ. Giờ, giờ, hour, phút, 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 minute, giây, 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 second. And we have the giờ sáng, a.m. For example, 3 a.m. we say 3 giờ sáng, 3 giờ sáng, 3 giờ sáng. And we have giờ chiều, giờ chiều, giờ chiều, or giờ tối, giờ tối, giờ tối, mean p.m. From 1 p.m. to 6 p.m. we say giờ chiều. From 6 p.m. to 12 we say giờ tối. Okay, remember. For example, 5 p.m. we say 5 giờ chiều, 5 giờ chiều, 5 giờ chiều. And we have 10 p.m. we say 10 giờ tối, 10 giờ tối, 10 giờ tối. Okay. And we have the preposition. Lúc, lúc, lúc mean at. Chúng ta đi học lúc 7 giờ. Chúng ta đi học lúc 7 giờ. We go to school at 7 o'clock. Okay. Lúc mean at in English. Đi học, đi học, đi học, go to school. Về nhà, về nhà, về nhà, come home. We have the verb phải, chơi cầu lông, or đánh cầu lông, play badminton. Đánh cầu lông, đánh cầu lông, đánh cầu lông, or chơi cầu lông, chơi cầu lông, chơi cầu lông. It's okay, play badminton, right? And now we learn how to say time in Vietnamese. Và bây giờ chúng ta sẽ học cách nói giờ trong tiếng Việt. Cách nói giờ trong tiếng Việt rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần nói giờ trước, phút sau. It is very easy to say time in Vietnamese. We just say hour and minute. Right, for example, we have the question. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? What time is it now? And answer. Bây giờ là dot dot dot. Here dot dot dot. Here is the time. And plus giờ at the end of the sentence to say time. Okay. Bây giờ là dot 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 giờ. For example, it is 8 o'clock now. We say bây giờ là 8 giờ. Okay. Now, let's take a look at the example. We have 10 o'clock, right? So now we ask bây giờ là mấy giờ?
Bây giờ là 10 giờ. Right, it's 10 o'clock now. Next one, we have another example. 9:15, right? We have 9:15. Here we can say food or not, it's okay. We can ignore 9:15 or we say 9:15 food. Okay, so now we have Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 9:15. Or we can say bây giờ là 9:15 phút. Here the word foot mean minute. We can ignore it. Okay. Next one we have 8:30, right? 8:30. 8:30. We have the question. Bây giờ là mấy giờ? What time is it now? We have two ways to say 8:30, similar to English. The first one we say Bây giờ là 8:30. We can put foot at the end of the sentence, is okay. Or we can ignore it, right? It is 8:30. Or we can say Bây giờ là 8:30. Or we can say Bây giờ là 8:30. Here we can ignore the word 8:30. Giờ, here we can ignore it, okay? Here we have the word rưỡi, mean 30. Similar to English, we have 8:30. Half here, similar to rưỡi, okay? Bây giờ là 8:30. Understand? Next one we have 7:45. 7:45. Or we can say 7:45 is okay. Now we have the question. Bây giờ là mấy giờ? What's the time now? We also have two ways to say. The first one, Bây giờ là 7:45. It's 7:40. Or we can say Bây giờ là 8:15. It's 15 to 8, right? Similar to English. Here we have kém, similar to the preposition to in Vietnam, in English. Bây giờ là 8:15. And we have another example about this. 6:50. We say Bây giờ là mấy giờ? What time is now? And Bây giờ là 6:50. Or we can say Bây giờ là 7:10. Okay, it is 10 to 7. Okay, similar to English, we can say the word kém. Okay, and we have giờ sáng in the morning, right? Giờ tối in the evening, giờ chiều in the afternoon. Similar in Vietnamese, means we have AM, PM. For example, here we have 7:00 a.m. 7 a.m. So how we say? Bây giờ là mấy giờ? What's the time now? Bây giờ là 7:00 a.m.
Bây giờ là 7 giờ sáng, it's 7 a.m. ok. Giờ sáng mean a.m. Bây giờ là 7 giờ sáng, from 6 to 12, right? In the morning we say giờ sáng, from 1 to 6 p.m. we say giờ chiều, and from 6 to 12 we say giờ tối, okay? And we have another example, 5 p.m., right? We say, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 5 giờ chiều. Bây giờ là 5 giờ chiều. Bây giờ là 5 giờ chiều. Here, it is 5 p.m. Here we have giờ chiều. Okay, 5 p.m. or 17 p.m. Okay. Next one we have 20 p.m. or 8 p.m. Right? So we ask, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? And answer, bây giờ là 8 giờ tối. Bây giờ là 8 giờ tối. Bây giờ là 8 giờ tối. Giờ tối in the evening or p.m. Okay, remember it. We have giờ sáng mean in the morning, giờ chiều in the afternoon, and giờ tối in the evening. Okay. And we have another structure, mấy giờ, plus someone, plus do something. It's what time the or do someone do something. To ask when and what time do you or do the someone or something do something. Mấy giờ. For example, we have the word đi học, go to school, 7:15, we have 7:15. Chúng ta có từ đi học, go to school, và 7:15, 7:15. So, how we can ask what time someone go to school? We say in Vietnamese, mấy giờ cậu đi học? Mấy giờ cậu đi học? Here, cậu mean the subject is you. What time do you go to school? Here we have mấy giờ at the beginning of the sentence, right? And the verb at the end of the sentence to form the question. What time or when someone do something? Mấy giờ cậu đi học? Tớ đi học lúc 7:15. Tớ đi học lúc 7:15. Tớ đi học lúc 7:15. I go to school at 7:15. Or we can put the time at the beginning of the sentence. We say 7:15 tớ đi học. 7:15 tớ đi học. 7:15 tớ đi học. Okay. Next one we have ngủ dậy, ngủ dậy, ngủ dậy, to get up, 6:30, or we can say 6:30, okay, 6:30. So how we ask what time someone get up? We say mấy giờ em ngủ dậy, mấy giờ em ngủ dậy, mấy giờ em ngủ dậy, what time do you get up? Em ngủ dậy lúc 6:30. Em ngủ dậy lúc 6:30. Em ngủ dậy lúc 6:30. Or we can say em ngủ dậy lúc 6:30. Em ngủ dậy lúc 6:30. I get up at 6:30. Okay, very easy, right? Next one we have the word đi xem phim. Đi xem phim, go to the cinema. Đi xem phim. We have the question, mấy giờ chúng ta đi xem phim? Mấy giờ chúng ta đi xem phim?
Mấy giờ chúng ta đi xem phim? What time do we go to cinema? 5 giờ chiều chúng ta đi nhé. 5 giờ chiều chúng ta đi nhé. 5 giờ chiều chúng ta đi nhé. Let's go at 7 p.m. Or we can say 5 giờ chiều nhé. 5 giờ chiều nhé. 5 giờ chiều nhé. 5 p.m. Okay? Easy, right? And here we have another paragraph for you. You have to read and answer the question. Và bây giờ chúng ta có một đoạn văn ngắn, chúng ta phải đọc và trả lời các câu hỏi ở bên dưới. Okay, so now let's listen. Hàng ngày anh Nam ngủ dậy lúc 7 giờ. Sau khi đánh răng, rửa mặt, 7 giờ 20 anh ăn sáng. Anh đến cơ quan lúc 8 giờ kém 15 và bắt đầu làm việc lúc 8 giờ đúng. Khoảng 11 giờ rưỡi anh ăn trưa. Sau khi ăn trưa anh nghỉ khoảng 30 phút và đúng 1 giờ chiều anh bắt đầu làm việc. Anh tan làm lúc 5 giờ, sau đó anh đi tập gym khoảng 1 tiếng. Anh ăn tối với gia đình lúc 7 giờ tối. Sau đó anh thường đọc báo và xem tivi. Anh đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Okay, so now let's listen and I will translate it into English for you to understand more about this paragraph. Hàng ngày anh Nam ngủ dậy lúc 7 giờ. Nam get up at 7 a.m. every day. Sau khi đánh răng, rửa mặt, 7 giờ 20 anh ăn sáng. After brush teeth, washing face, he had breakfast at 7:20. Anh đến cơ quan lúc 8 giờ kém 15. Anh đến cơ quan lúc 8 giờ kém 15. He go to work at 7:45, or we can say 15 to 8 a.m. Và bắt đầu làm việc lúc 8 giờ đúng. Và bắt đầu làm việc lúc 8 giờ đúng. He start working at 8 o'clock. Khoảng 11 giờ rưỡi anh ăn trưa. Khoảng 11 giờ rưỡi anh ăn trưa. He had lunch at about 11:30. Sau khi ăn trưa anh nghỉ khoảng 30 phút. Sau khi ăn trưa anh nghỉ khoảng 30 phút. After finishing lunch, he take a break about 30 minutes. Và đúng 1 giờ chiều anh bắt đầu làm việc. Và đúng 1 giờ chiều anh bắt đầu làm việc. He start working at 1 p.m. Anh tan làm lúc 5 giờ. Anh tan làm lúc 5 giờ. He get off work at 5 p.m. Sau đó anh đi tập gym khoảng 1 tiếng. Sau đó anh đi tập gym khoảng 1 tiếng. After that, he go to the gym about 1 hour. Anh ăn tối với gia đình lúc 7 giờ tối. He had dinner with his family at 7 p.m. Sau đó, anh thường đọc báo và xem TV. Sau đó, anh thường đọc báo và xem TV. Then he often read the newspaper and watch TV. Anh đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Anh đi ngủ lúc 11 giờ đêm. He go to bed at 11 p.m. Okay, now let's listen and repeat. Hàng ngày anh Nam ngủ dậy lúc 7 giờ. Sau khi đánh răng,
rửa mặt. 7:20 anh ăn sáng. Anh đến cơ quan lúc 8:15 và bắt đầu làm việc lúc 8 giờ đúng. Khoảng 11:30 anh ăn trưa. Sau khi ăn trưa, anh nghỉ khoảng 30 phút và đúng 1 giờ chiều anh bắt đầu làm việc. Anh tan làm lúc 5 giờ, sau đó anh đi tập gym khoảng 1 tiếng. Anh ăn tối với gia đình lúc 7 giờ tối. Sau đó anh thường đọc báo và xem tivi. Anh đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Okay, that is the paragraph. So now we have some new word of this paragraph for you. We have the word hàng ngày. Hàng ngày. Hàng ngày, every day. Ngủ dậy. Ngủ dậy. Ngủ dậy. To get up. Đánh răng. Đánh răng. Đánh răng. To brush teeth. Rửa mặt. Rửa mặt. Rửa mặt. To wash face. Ăn sáng. Ăn sáng. Ăn sáng. Ăn trưa. Ăn trưa. Ăn trưa. Ăn tối. Ăn tối. Ăn tối. We have to have breakfast, lunch and dinner. Ăn sáng. Ăn trưa. Ăn tối. Đến cơ quan. Đến cơ quan. Đến cơ quan. Similar to the word đi làm. Đi làm. Đi làm. To go to work. Khoảng. 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 About. Nghỉ trưa. Nghỉ trưa. Nghỉ trưa. To take a break at noon. Tan làm. Tan làm. Tan làm. To get off work. Sau đó. Sau đó. Sau đó. Then. Oh, after that, right? Đi tập gym. Đi tập gym. Đi tập gym. To go to the gym. Đọc báo. Đọc báo. To read news. Xem tivi. Xem tivi. Xem tivi. To watch tivi. Đi ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ. To go to bed. So now we have some questions about Mr. Nam, and do you remember all the information about him? We have the first question. Anh Nam ngủ dậy lúc mấy giờ? Anh Nam ngủ dậy lúc mấy giờ? What time does Nam get up? So, do you remember it? Anh ấy ngủ dậy lúc 7 giờ. Anh ấy ngủ dậy lúc 7 giờ. Anh ấy ngủ dậy lúc 7 giờ. He get up at 7 a.m, right? Mấy giờ anh Nam bắt đầu làm việc? Mấy giờ anh Nam bắt đầu làm việc? Mấy giờ anh Nam bắt đầu làm việc? What time does Nam start working? Anh ấy bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Anh ấy bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Anh ấy bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. He starts working at 8 a.m, right? Next one. Anh Nam nghỉ trưa bao nhiêu lâu? Anh Nam nghỉ trưa bao nhiêu lâu? Anh Nam nghỉ trưa bao nhiêu lâu? How long does Nam take a break at noon? So, do you remember how long? Anh ấy nghỉ trưa khoảng 30 phút.
Anh ấy nghỉ trưa khoảng 30 phút. Anh ấy nghỉ trưa khoảng 30 phút. He take break about 30 minutes at noon, right? Number 4. Mấy giờ anh Nam tan làm? Mấy giờ anh Nam tan làm? Mấy giờ anh Nam tan làm? What time does Nam get off work? What time? Do you remember it? Okay, we have. Anh ấy tan làm lúc 5 giờ. Anh ấy tan làm lúc 5 giờ. Anh ấy tan làm lúc 5 giờ. Here 5 giờ chiều. 5 p.m. right? He get off work at 5 p.m. And question number 5. Buổi tối anh Nam thường làm gì? Buổi tối anh Nam thường làm gì? Buổi tối anh Nam thường làm gì? What do Nam often do in the evening? Anh ấy thường đọc báo và xem TV. Anh ấy thường đọc báo và xem TV. Anh ấy thường đọc báo và xem TV. He often read news and watch TV, right? Okay, we had a homework for you. Và bây giờ chúng ta có bài tập về nhà. Bạn phải viết một đoạn văn về các hoạt động hàng ngày của bạn. You have to write a paragraph about your everyday activities. So here is some suggestion for you. You can answer some questions and then you will understand how to write a paragraph. Okay. Và đây là một số những câu hỏi gợi ý cho bạn. Thứ nhất, mấy giờ bạn ngủ dậy? Mấy giờ bạn ngủ dậy? Mấy giờ bạn ngủ dậy? What time do you get up? Bạn làm gì sau khi ngủ dậy? Bạn làm gì sau khi ngủ dậy? Bạn làm gì sau khi ngủ dậy? What do you do after getting up? Bạn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối lúc mấy giờ? Bạn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối lúc mấy giờ? Bạn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối lúc mấy giờ? What time do you have breakfast, lunch and dinner? Bạn đi làm, đi học lúc mấy giờ? Bạn đi làm, or đi học lúc mấy giờ? Bạn đi làm, đi học lúc mấy giờ? What time do you go to work or go to school? Next one. Buổi tối bạn thường làm gì? Buổi tối bạn thường làm gì? Buổi tối bạn thường làm gì? What do you often do in the evening? And final one. Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? What time do you go to bed? Okay, here is a homework for you. After you finish writing, and then you can paste on the comment section, and then I will help you to check it. Sau khi các bạn viết xong, các bạn có thể dán vào phần comment và mình sẽ giúp các bạn check đáp án. Okay. So, what is the end of our lesson today? Vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau. Goodbye and see you next lesson. Enjoy learning!